Dạ, Phường Mai Như Huỳnh mến chào quý khách. Và khách ơi, thì hôm nay em giới thiệu cái đám mai con để cho mọi người có thể tham khảo và mình có thể sưu tầm về mình trồng lại ha. Và đây thì cái thời điểm này nè, rất là vừa để chúng ta có thể trồng cái cây mai này. Em thấy là nó có chia cành nhánh nè. Rồi, cái gốc ha, quấn rễ đủ kiểu luôn. Đó, có cái nó nổi lên, có cái thì nó sâu ở phía dưới. Đây. Đó, đủ kiểu hết. Và em đã âm nó thưa thưa ra như vậy nè, nên cây nó cũng khá đều đều. Thì cái gốc á là bây giờ nó cỡ như giữa cây đũa ăn và đầu đũa không ăn. Rồi. Cỡ ống hút. Cây thì em lấy trung bình á là chiều cao là khoảng 40 cm đổ lên. Đó, 4 tấc đi ha mọi người. Đó. Rồi, cây thì cành nhánh ha. Đây. Đó, cây như thế này nó cũng khá khỏe nè. Cái đọt là vừa gửi cho mọi người luôn á. Rồi cái số lượng này của em nè, nó có mấy lít như thế này ha. Em cho mọi người xem. Thì cây nó có những cây lùng lùng á. Có cây nó lùng lùng mà nó khá là mập chi cành nhánh nè. Đó. Hai gang tay em còn dư cây đọt. Như cây này nè. Cả nhà thấy ha. Rồi cái mẫu này á. Cái mẫu này thì em bán em ship từ 30 cây đổ lên. Và một giá là một cây sẽ là 6.500. 6.500 một cây ha, em lấy trung bình là 4 tấc đổ lên. Đó. Khoảng 4 tấc đến 5 tấc á cả nhà. Và 6.500 một cây thì 100 cây em sẽ bao phí vận chuyển cho mình. Có một số là hình trái bí nữa. Nhưng mà nó lộn ở trong đây nè. Nói chung là đa số là quấn rễ lộn xộn là nhiều nha mọi người. Đó. Cây nè, em thử em nhỏ cho cả nhà mình xem một cây nè. Đây. Thót thân rất là ngắn ha. Và chi cành nó mập nè. Rồi. Cái cây thì nó đang rất là cứng cáp luôn á. Và cây như thế này chỉ có 6.500 một cây ha. Và 30 cây em ship, còn 100 cây thì em sẽ bao phí ha. Còn dưới 100 cây thì em không có bao phí vận chuyển nha mọi người. Có cái nó nằm sâu ở dưới này nè, rễ nằm sâu ha. Còn có cái nó sẽ nổi lên cho mọi người thấy. Đó, cây khá là khỏe luôn. Đây ví dụ như cây này ha. Cây này hình như là hình giống như lò xo á. Nó nằm sâu ở dưới này nè, do em sợ nó bị lật á. Nên là rễ nó sẽ nằm sâu ở dưới này ha. Rồi cây nó mập mạp khá là đều luôn. Đó. Thì em lấy trung bình nha. Em lấy trung bình là từ 4 tấc đến 5 tấc. Thì loại là 6.500 ha. 6.500 một cây. Rồi bên này. Bên này em có hai cái luống này ha. Hai cái luống này thì nó cao hơn tí xíu. Cành nhánh nó cũng rất là ok nè. Đây ví dụ em lấy cái này cho cả nhà mình xem. Nó rễ quấn là quấn rễ hết, nhưng mà rễ tự do á mọi người, nó không có theo khuôn khổ. Nhiều khi có bí, nhiều khi có lò xo, và nhiều khi có hình thú nữa. Thì cái lô này là giá là 8.500 một cây. 8.500 một cây lấy từ 55 cho đến là 60 cm. Này. Đó. Nó có bó rễ nè, lò xo nè. Lò xo ha. Rồi lò xo đứng nè. Và khi mà khách alo cho em á thì em sẽ gửi cho mình ha. Này nè, giống hình trái bí nè. Có bí nữa, có lộn bí trong này nữa. Cái này này là bí một bên. Có bí tròn đều nữa, nhưng bây giờ lỗ không xiết. Hình này hình bệ nè. Đó, hình bệ qua mai. Rồi. Đủ kiểu hết. Lò xo có ha. Cây thì như em diễn tả đây, ví dụ như cây này nè. Đó. Cây này cao là hơn 6 tấc á mọi người. Đó, cây như thế này ha. Thì cái mẫu này là 8.500, 8.500 một cây. Và 100 cây thì em sẽ bao phí cho mình ha. Còn dưới 100 cây thì khách hỗ trợ tiền ship giúp em. 30 cây thì bắt đầu là em bán rồi. 30 cây thì em sẽ tặng cho mình một cây. 50 cây tặng 2 cây và 100 cây thì tặng 4 cây ha. Đây mọi người coi cái đế nè. Đó, cây này thì khá mập mạp nha, này chỉ có 8.500 cây thôi. Em đo chiều cao nè, 1 nè, 2 nè, 3 nè, 4 ngang tay em. Rồi có cây là 1
2, 3, cũng 4 gang luôn. Đó, chung mà hàng này đều ha. Cái này mình về mình trồng là ok lắm luôn. Thì vấn đề lộn xộn đó. Rồi, 8.500 một cây ha. Em ship từ 30 cây là em ship, nhưng mà em không bao phí, 100 cây thì em mới bao nha mọi người. Hả? Có một số lộn lộn bí nhưng mà nó ít. Đây em có mồi thử nè. Hả? Đều có quấn đế hết. Quấn đế đủ kiểu hết. Và cây đang như thế này nè, âm thưa thưa nên cây nó rất là đều luôn cả nhà. Đó, nó đều ha, thân nó cũng mình về mình trồng toàn thông được. Ví dụ như cây này đây. Đó. Rồi ai thích cái cỡ này alo em ha. Có bên đây có mấy cái kiểu đế như thế này, nó nổi nổi lên vậy nè. Thì cái mẫu này lúc trước em bán là 9.500, 10.000 cây á, nhưng bữa nay là em để luôn, em để giá 8.500 luôn ha. Đây mọi người, giá hành lý luôn, chỉ có 8.500 luôn á. Rồi cái này thì nó hưa hưa ra nè, em dâm nó hưa hưa rồi ha. Có hai cỡ ha khách, nếu mà khách thích á, khách thích cái loại 6.500 thì alo em 6.500, còn thích loại 8.500 thì alo 8.500 ha. Đó, có mấy kiểu đế nè. Rồi 5.000 thì cũng có luôn nha. 5.000 bên đây nè. Đó, 5.000 thì mấy cái cây nó hơi hấp hấp ha, mẫu này mẫu 5.000. 5.000 thì mấy cây nó khoảng cỡ 35cm nè cả nhà. Đó, cây như thế này. Đó. Rồi ha. Thì nếu mà chọn 5.000 thì alo em 5.000, nhưng mà 5.000 số lượng chắc khoảng cỡ ít nha mọi người. Đa số là 6.500 và 8.500 ha. Em mến chào và hẹn gặp lại mọi người ở video sau. Rất là cảm ơn khách hàng đã ủng hộ. À, và loại này thì Quỳnh cũng lưu ý với khách, đây là chính là mai vàng ương hạt. Số cánh là từ 5 cho đến 12 cánh ha. Không có bảo đảm được là số cánh bao nhiêu, nhưng mà cây thì rất là ok luôn. Mọi người về mình có thể trồng lại ha. Rồi khi nào mà xác định mặt hoa thì mọi người hãy để hay là cắt ghép gì đó ha. Đó, cây nè, cực kỳ luôn. Rồi. Em mến chào và hẹn gặp lại cả nhà mình.